Một bộ monoblock AT88 rất đẹp, nổi tiếng của hãng Chiode, em mình mới tuyển lựa về, sẽ được giới thiệu và giao lưu với các bác trong video này. Dạ thưa các bác, đây là bộ Chiode monoblock có model TRV M88 của hãng Chiode Nhật Bản. Bộ này em canh sale ở mức giá rất tốt ở bên siêu thị nên là sẽ có mức giá tuyệt vời gửi đến các bác trong video này. Bộ này các bác đánh phối với đa những dòng loa JBL Tannoy cho đến những dòng loa tầm dài Fostech, Antech vân vân. Chất âm thì trầm ấm, công suất rất là khỏe, đánh được đa năng nhiều model loa. Con này quá nổi tiếng rồi, monoblock M88 ạ. Máy được thiết kế rất là dài đòn nhá và rất là nặng với hai cục xuất âm phía sau này các bạn này. Chân giáp thì mạ vàng ươm. Máy sắt xi còn rất là mới, xoay gương được. Điện áp 100V. Con này có cổng ba lăng chuyên nghiệp. Các bạn có thể input bằng RCA hoặc là ba lăng bằng nút cạp nhé. Máy về là đã được vệ sinh qua và test hát tốt rồi, chỉ chờ các bác alo thôi. Cấu hình bóng thì chạy 4 quả KT88 mỗi bên này, mỗi bên 2 quả. Tất cả bóng zin 12x7 này, bên này cũng vậy, đầy đủ lồng chụp. Thông thường em này khoảng 45 triệu, bước này em canh sale ở mức giá siêu tốt, tốt nhất từ trước đến nay. Em giao lưu với các bác là 38 triệu 500 ngàn đồng dành cho bộ monoblock của Chiode này. Bác nào có nhu cầu và đang theo dõi, đang tìm một bộ VIP này thì alo em nhé. Em xin dừng video, cảm ơn các bác đã theo dõi.